Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Ethylene oxide phát hiện bên trong mì ăn liền là chất gì, gây hại thế nào? Thông tin một số loại mì ăn liền bị cơ quan an toàn thực phẩm Ireland thu hồi do có chứa hợp chất gây hại ethylene oxide đã khiến người tiêu dùng hoang mang. Ngày 20 tháng 8, trang web của cơ quan an toàn thực phẩm Ireland, FSA cho biết đã thu hồi một số sản phẩm mì ăn liền trong đó có mì tôm chua cay hảo hảo và phở hút của AC Cúc Việt Nam. Do có phát hiện có chứa thành phần ethylene oxide thông tin này khiến người tiêu dùng trong nước hoang mang vì mì gói từ lâu vẫn là sản phẩm được ưa chuộng số 1 tại Việt Nam bởi đặc tính tiện lợi, thơm ngon, dễ chế biến. Trả lời dân trí tối ngày 27 tháng 8 qua điện thoại, đại diện truyền thông của AC Cúc Việt Nam chia sẻ phía công ty đang tiến hành điều tra sự việc. Công ty sẽ phản hồi thông tin chính thức qua email sau. Ethylene oxide là chất gì? Ethylene oxide hay còn gọi là oxygen và epoxit là một hợp chất hữu cơ có công thức hóa học C2H4O, thường được tìm thấy ở dạng khí không màu và rất dễ cháy. Tại châu Âu, ethylene oxit được xếp nhóm các sản phẩm thuốc trừ sâu, bị cấm dùng trong thực phẩm bán ra do có thể ảnh hưởng tới sức khỏe nếu sử dụng trong thời gian dài. Chất này thường được sử dụng làm hóa chất trung gian trong sản xuất ethylene glycol, chất chống đông, hàng dệt, chất tẩy rửa, bọt polyethane sung môi, thuốc, chất kết dính, nguyên liệu cho sản xuất nhựa polyethylene terephthalate tết và các sản phẩm khác. Bên cạnh đó, ethylene oxide còn được sử dụng làm sản phẩm khử trùng, hun trùng có hiệu quả cao, được phép sử dụng ở nhiều quốc gia cho mục đích kiểm soát côn trùng trong một số sản phẩm nông sản, khử khuẩn thực phẩm. Ethylene oxide gây hại thế nào? Theo FSI, việc tiêu thụ các sản phẩm nhiễm ethylene oxide tuy không gây nguy hiểm cấp tính cho sức khỏe, nhưng có thể gây ung thư nếu thường xuyên sử dụng trong thời gian dài. Cụ thể, chất này khi nhiễm vào cơ thể sẽ làm rối loạn cấu trúc của đại phân tử protein và ADN từ đó tạo nên chất gây ung thư cơ bản. Theo quy định Z, 1223-2009 EC của Hội đồng châu Âu, chất ethylene oxit ở dạng khí được phân loại trong nhóm 1 b tương ứng về khả năng gây ung thư gây đột biến và độc tính sinh sản, và ở loại 3 về độc tính cấp tính. Căn bệnh ung thư và những chất độc gây ung thư cho con người đã được nghiên cứu từ rất lâu. Tuy nhiên, người ta thường chỉ chú trọng một mặt của vấn đề đó là yếu tố lâm sàng, mà quên đi khía cạnh độc học môi trường trong khi đó trên thực tế con người luôn phải hít thở không khí độc hại có cả khói thuốc lá hơi cờ lo hơi thủy ngân bụi kim loại nước uống nhiễm hóa chất hữu cơ dầu mỡ uống rượu bia và tiếp xúc thường xuyên với các sản phẩm phụ trong quá trình sản xuất chế biến thực phẩm cũng như chất thải từ các ngành công nghiệp tạo ra một minh chứng đó là theo ghi chép đã có hơn 500 báo cáo tại châu Âu về việc ô nhiễm chất ethylene oxit trong thực phẩm tính từ đầu năm 2020. Những báo cáo này chủ yếu bao gồm việc lạm dụng các hóa chất trong cuộc sống ngày càng nhiều, trong đó phải kể đến như chất bảo quản trong thực phẩm thuốc bảo vệ thực vật thuốc trừ cỏ thuốc diệt sâu bọ diệt nấm minh khôi